Khi con lên 7 con vẫn nhớ lời bố dặn, gia đình mình có hoàn cảnh khó khăn, đấy là lý do quần áo không có mặc. Nhưng nếu con rét thì vẫn phải có chăn. Mẹ đã dạy con cách để làm người, và điều thứ nhất không được phép vô ơn. Điều thứ hai dù nhà mình thiếu thốn thì nghèo cho sạch và rách cho thơm. Nhưng mà thật tiếc vào thời điểm đó con lại không biết thế nào là nghèo khó. Con chỉ biết bạn con có robot, còn con thì lại phải làm bạn với diều gió. Con đã từng xấu hổ khi nói về gia đình, con từng ngậm ngùi khi nói về cha mình. Con không muốn người ta biết nhà mình nghèo, con sợ lời miệt thị, con sợ người ta khinh. Vì đơn giản bữa sáng của con chẳng có chất, con chúng nó bánh mì và Milo. Đến trường chân con còn dính đất, con chúng nó đến trường bước xuống khỏi ô tô. Mãi đến khi con lên 16 thì con mới nhận ra được vài điều. Là quãng thời gian bố mẹ ở bên che chở cho con chẳng còn dài nhiều. Là khi con biết con phải đứng lên và bước bằng đôi bàn chân mình. Là khi con thấy mẹ lo cho con mà đôi khi quên luôn bản thân mình. Nếu được quay lại khoảng thời gian ấy, con sẽ không đòi mẹ những bộ đồ chơi. Thay vào đó thì sẽ là câu hỏi chiều nay làm về mẹ có đổ mồ hôi. Yeah.